Hello xin chào anh em. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Điện Việt Nam. Mình là Thành, mình là Mi của Điện Việt Nam. Ngày hôm nay thì Điện Việt Nam sẽ chia sẻ với mọi người kiến thức về công suất trong máy biến áp và công suất trên lưới. Thế nhưng mà để trước tiên mà đi vào chia sẻ cái nội dung của ngày hôm nay thì mình có một cái video vui một chút. Đó là mọi người có thể nhìn trên màn hình thấy đây mình có hai cái bình đi cùng với cái máy biến áp như thế này thì câu hỏi của mình đặt ra cho mọi người đó là hai cái bình này là bình gì. nhá. Hai cái bình này là bình gì và công dụng của nó như thế nào. Để trả lời câu hỏi này mọi người có thể bình luận ở phần bình luận bên dưới video này nha. Chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi thảo luận để nâng cao cái trình độ chuyên môn mình lên. Người biết nhiều thì chỉ cho người biết ít và người biết ít thì chỉ cho người không biết chúng ta nâng cao cái tinh thần chia sẻ lên là vì thực tế mình thấy rằng là là trong cái 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 nghề điện này của mình ấy cái sự chia sẻ nó rất là hạn chế đấy đa phần là anh em giữ giữ bài gọi là bo bài hay là giữ nghề rất là nhiều thiếu đi cái sự chia sẻ thiếu đi cái sự gắn kết thiếu gì những cái sự đoàn kết dẫn tới là là mình thấy rằng là cái nghề này của mình nghề điện ấy nó, nó không được phát triển mấy so với những cái nghề như nghề cơ khí hay nghề xây dựng đó. Ờ, quay trở lại cái chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ nói về các cái loại công suất trong cái hệ thống công suất ở đây thì mọi người thấy rằng là trong cái lưới điện của chúng ta nó tồn tại hai cái loại công suất rất phổ biến đó là công suất hữu công và công suất vô công Đấy. công suất hữu công công suất vô công ấy thì nó còn có gọi hay gọi là công suất phản kháng ấy. thế còn công suất hữu công thì nó hay gọi là công suất hữu dụng chẳng hạn cái công suất hữu hữu công mình nói về công suất hữu công trước nhá thì nó là cái cái chính là cái p Đấy, nó chính là cái p đơn vị của nó là kilowatt đơn vị của nó là kilowatt thế còn cái công suất vô công hay là công suất phản kháng ấy thì nó chính là cái quy đơn vị của nó là v kvr Đấy, đơn vị của nó là kvr mọi người hay nghe đến cái cụm từ là tam giác công suất thì nó không có quá cái gì nó là phức tạp cả thật ra là chúng ta đã gặp những cái này rất nhiều rồi đúng không từ khi chúng ta còn học trung học cơ sở chúng ta đã, đã, đã được biết rồi nhưng chẳng qua là nó gọi theo những cái từ ngữ khác nhau Nên thì nhiều khi chúng ta gì thấy nó lạ lẫm thôi Chứ còn cái tam giác công suất thì thực chất là nó là ba cái cạnh Tam giác thì mọi người biết rồi Tam giác là có ba cạnh đúng không? Thì thực chất nó là ba cái cạnh gì? P, Q và S Vậy thôi Đúng không? Chứ nó không có gì gọi là quá cao siêu cả Gọi là về tam giác công suất hay gì đó cả Nó tóm lại là gì? Nó là ba cái cạnh của tam giác P, Q và S rõ ràng rằng khi mà ba cái cạnh của một tam giác vuông PQS này nó sẽ có mối liên hệ với nhau nhá. Tam giác này là tam giác vuông là chắc chắn nó sẽ có mối liên hệ với nhau. Nó sẽ có những cái tính chất của những cái tính chất của một tam giác vuông. Đấy. Vấn đề này thì nó lại hơi toán học chút tôi để hôm nào anh em mình uh, uh, cụ thể với nhau bằng uh, những cái bài giảng thực tế đi. Nhá. Thế còn ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái lý thuyết thôi. Nhé. Thế còn sau này thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái tính toán. Thế là tam giác công suất là gì rồi bóc tách nó ra. Như nào. Mình nói rồi mình gợi ý đấy. Đó là cái tam giác này là tam giác vuông. Cạnh huyền chính là cạnh S. Và một cạnh là cạnh P và cạnh Q. Thì rõ ràng là tam giác vuông nó sẽ có cái tính chất của một tam giác vuông. Đấy. Tính chất của tam giác vuông thì như thế nào thì anh em uh, ôn lại chút tia toán học nhé sau này anh em muốn chứng minh thì anh em ôn lại cái cái toán học còn bây giờ thì mình chia sẻ về vấn về về điện thôi cái tam cái cái chỗ phần mà công suất hữu công ấy là P ấy, cái công suất hữu công này người ta gọi là hữu công bởi vì là công suất này nó sinh ra công và cái công suất này nó sinh ra công có ích cho các cái phụ tải Ví dụ như là gì Làm cho động cơ quay này Ví dụ làm cho bóng đèn sáng này Đúng không Đấy. Cái công nó sinh ra gì Nó có x cái, cái công suất hữu công ấy Nó sẽ gì Nó sẽ bằng Nó sẽ bằng Bằng công suất S Nhân với cốt phi Mình nói rồi Nó là tính chất của Tính chất của tam giác vuông thôi Nó không có gì là phức tạp đâu Nhá Thế còn công suất vô công hay là công suất phản kháng ấy, nó là công suất vô ích. Nó gây ra do tính cảm ứng của các phụ tải, ví dụ như động cơ điện này, ví dụ như máy biến áp này, ví dụ như ví dụ như những cái thiết bị biến đổi điện áp này. Đấy, thì nó sẽ sinh ra cái công suất phản kháng quy. Và cái quy này rõ ràng cái quy này nó là gì một cạnh của của một cái tam giác vuông SPQ thì rõ ràng cái Q này nó sẽ bằng S nhân với sin phi. Còn P thì nó sẽ bằng S nhân với cos phi. Cái này là do tính chất của một tam giác vuông. Đấy. Anh em có thể lục lại. Còn một vấn đề nữa, còn vẫn một vấn đề nữa mà anh em hỏi mình là là tại sao phải bù công suất phản kháng? Đấy. Tại sao phải bù công suất phản kháng? Thì cái công suất phản kháng ấy nó không sinh ra công Nhưng nó lại gây ra những cái ảnh hưởng xấu cả về kinh tế và kỹ thuật Chính vì cái ảnh hưởng xấu của nó nên lên người ta phải bù nó Đấy, người ta phải bù nó Nếu xét về mặt kỹ thuật nhá Thì cái công suất phản kháng ấy Nó sẽ gây ra sụt cái điện áp trên đường dây Và nó sẽ làm tổn thất cái công suất trên cái đường dây truyền tải của chúng ta Thế còn nếu mà xét về mặt kinh tế thì chúng ta sẽ phải trả tiền Nói ngắn gọn đó là trả tiền Nhưng mọi người thấy rằng là nhiều Rất nhiều gì Rất nhiều nhà máy Rất nhiều đơn vị đã phải gì Phải trả tiền Tiền quy hàng tháng đấy Đấy Chính vì vậy nên là Cái cái việc mà bù công suất phản kháng quy Nó sẽ hạn chế Và nó sẽ giúp cho giúp cho cái cái yếu tố về mặt kinh tế và mặt kỹ thuật nó được triệt để đó là hai cái ý mà mình vừa mới, 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 nói với mọi người đấy thế thì cái cái bù bù để mà chúng ta nâng cao để chúng ta nâng cao cái hệ số công suất có cách nào để chúng ta nâng cao hệ số công suất và cái tác dụng của nó để làm gì vừa rồi là là bù công suất phản kháng nhé đấy mọi người nhớ là vừa rồi mình chia sẻ mọi người là bù cũng rất phản kháng. Thế còn đây là mình chia sẻ mọi người lợi ích của cái việc nâng cao cái công công suất cốt phi. Mọi người chắc hẳn là rất nhiều anh em đã bị phạt vì cái cốt phi của mình thấp rồi đúng không? Đấy, đã phải bỏ tiền ra để 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 nộp vì cái cốt phi của mình thấp đúng không? thì mọi người để ý cho mình khi mà nâng cao cái hệ số cốt phi đấy thì chúng ta sẽ giảm được cái tổn thất công suất trên cái phần tử của hệ thống các phần tử ví dụ như máy biến áp đường dây đúng không nó sẽ giảm cái tổn thất đi chứ Đấy. rồi là nó sẽ làm tăng cái khả năng truyền tải điện trên các đường dây rồi trên các máy biến áp thiết bị điện của chúng ta cũng vậy thôi đúng không và hơn nữa là nó sẽ làm giảm tổn thất điện áp trên cái đường dây truyền tải cái này là cái này là cực kỳ rõ nét trong cái đường dây truyền tải điện bắc nam Đấy. không chỉ là về thiết bị điện này của mình đâu còn nó còn nói rộng hơn lên những cái mô hình từ 0,4 kV đến 500 kV cơ nhá. Thì đấy anh em lưu ý thế còn cái việc mà tính toán công suất thì tính toán công suất thì anh em sẽ gặp mình ở những cái bài chia sẻ trực tiếp trong cái việc mà hướng dẫn tính toán tính toán cái việc mà bù công suất phản kháng như thế nào để không bị phạt tiền Thế còn ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một chút cái thông tin như vậy và làm sao để mọi người hiểu rõ được các cái cái, cái vấn đề mà mình đang gặp phải nhá. Có rất nhiều anh em hỏi mình về cái vấn đề này và đây là cái câu trả lời cũng như cái chia sẻ của mình cho mọi người. Còn anh em cần mà trao đổi thảo luận thì uh, gì hơn thì anh em có thể liên hệ với Điện Việt Nam theo số điện thoại 0966056984 hoặc là bình luận bên dưới video. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye tất cả mọi người nha. Nếu bạn thấy video bổ ích, hãy like và chia sẻ cho mọi người. Đừng quên đăng ký và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất nhé.